Hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người cách thực hiện móc mèo ngòi như thế này. Đây là mình thực hiện móc khóa mèo cặp có thêu tên rất là dễ thương luôn. Có tròn khoăn và thêu tên như thế này để làm quà tặng. Rồi hai bạn mèo này về cơ bản thì phần thân và phần chân thì giống nhau. Cái phần đầu thì nó cũng giống nhau nhưng nó khác về cách phối màu thôi. Bây giờ mình sẽ cùng thực hiện cái mẫu con mèo đeo cái khăn màu hồng như thế này. Rồi ở đây mình sẽ chuẩn bị màu vàng, một ít màu vàng, một ít màu nâu và màu trắng để làm thân và phần mặt. Rồi gòn để nhồi vào con mèo, một ít màu hồng để làm cái khăn và một ít màu đỏ để thêu tên lên như thế này. Và sử dụng màu đen để làm râu và miệng và hạt mắt để dán mắt lại, keo nến để dán mắt lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện cái mẫu này. Rồi đầu tiên mình sẽ sử dụng lên màu vàng trước. Ở đây mình sẽ sử dụng miêu cô tông mắt đen. Rồi mình sẽ sử dụng kim móc hai đầu, đầu số 4 tương đương với 2.5mm đó. Mình có thể sử dụng kim 2, 2.5. Mình sử dụng kim nhỏ thì cái sản phẩm mình nhỏ, mình sử dụng kim to thì sản phẩm mình to. Rồi mình sẽ bắt đầu từ sợi màu vàng. Mình sẽ làm vòng ma thuật. Lấy lên một bính. Rồi mình sẽ thực hiện vào vòng này 8 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ 8. Thực hiện được 8 mũi đơn mình sẽ rút vòng. Mình sẽ trượt vào vòng một mũi trượt. Trượt vào chân của mũi đơn một mũi trượt. Trượt vào đây. Một mũi trượt. Sau đó mình lên hàng 2, lên một bính. Thực hiện tại chân bính một mũi tăng, hai mũi đơn chung chân. Mũi đơn thứ nhất tại chân bính. Mũi đơn thứ hai. Mình chỉ kéo sợi qua mà mình không có kéo cái sợi màu vàng qua, mà mình sẽ đổi sang lên sợi màu nâu. Đây mình sẽ sử dụng lên sợi màu nâu. Đổi sang sợi màu nâu. Mình sẽ kéo cái mũi đơn thứ hai ở cái mũi tăng này, mình sẽ kéo vào màu nâu qua, rút chặt cái sợi màu vàng lại. Rồi mình sẽ đổi sợi, bắt đầu thực hiện thêm 3 mũi tăng nữa. Rồi có nghĩa là chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện một mũi tăng, kẹp cái sợi vào luôn, kẹp cái sợi vào màu vàng với màu nâu này vào luôn. Rồi chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện 2 mũi tăng màu nâu, một mũi đơn, một mũi đơn nữa chung chân là mình được một mũi tăng, là 2 mũi đơn chung chân. Tiếp theo mình sẽ thực hiện chân tiếp theo cũng một mũi tăng, hai mũi đơn chung chân, một mũi đơn, hai mũi đơn chung chân.
Rồi tiếp theo chân thứ ba mình cũng thực hiện hai mũi đơn chung chân, mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Ở mũi đơn thứ hai này mình rút qua như thế này, thay vì mình kéo sợi màu nâu qua thì mình sẽ không kéo sợi màu nâu mà mình sẽ chuyển lại sợi màu vàng, kéo sợi màu vàng qua để chuyển màu lại màu vàng. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện tiếp 4 mũi tăng bằng sợi màu vàng nữa. Rồi mình sẽ kẹp tiếp hai cái sợi màu nâu này, cái sợi màu nâu thừa này vào. Chân tiếp theo, một mũi tăng, hai mũi đơn chung chân, một đơn, hai đơn chung chân. Chân tiếp theo, hai mũi đơn chung chân luôn, đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chung chân. Chân tiếp theo, hai chân còn lại cũng thực hiện mỗi chân hai mũi đơn, mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chung chân. Chân cuối cùng cũng hai mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chung chân. Rồi ở đây có nghĩa là mình đã thực hiện 4 mũi tăng một sợi màu vàng. Rồi kết thúc hàng này, mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, thực hiện trượt vào đây một mũi trượt, kéo sợi qua để mình kết hàng. Rồi tiếp theo, ở hàng thứ ba này mình sẽ thực hiện lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn, chân kế bên thực hiện một mũi tăng, một đơn, một mũi đơn chung chân nữa. Nhưng mũi đơn này mình chỉ kéo qua tới đây thôi và đổi sang sợi màu nâu, đổi sang sợi màu nâu, kéo sợi màu nâu qua để đổi sang sợi màu nâu. Tiếp tục thực hiện cụm một đơn một tăng 3 lần bằng sợi màu nâu. Đây, chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một tăng một lần rồi đó. Đây, mình sẽ thực hiện cụm một đơn một tăng 3 lần, lần thứ nhất. Tiếp theo cụm tiếp theo một đơn và chân tiếp theo, chân tiếp theo này nữa một tăng, là hai mũi đơn chung chân. Còn hai chân còn lại mình cũng thực hiện một đơn một tăng, một đơn vào chân tiếp theo, một tăng vào chân tiếp theo. Ở một tăng này thì mũi đơn cuối này mình sẽ không kéo sợi màu nâu mà sẽ chuyển sang trở lại sợi màu vàng. À không, không chuyển sang sợi màu vàng mà mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng nha. Cắt cái vỏ sợi thừa này đi. Rồi mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng. Đây, thay vì tới đây mình sẽ thực hiện một tăng là kéo này qua luôn, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang cái sợi màu trắng, kéo cái sợi màu trắng qua, kéo cái sợi màu trắng qua. Rồi mình sẽ thực hiện tại đây cái chân tiếp theo này một mũi đơn, rồi mình thực hiện một mũi đơn. Nhưng mà mũi đơn này mình không có kéo cái sợi màu trắng qua mà mình sẽ kéo qua cái sợi màu vàng. Để đổi sang sợi màu vàng. Rồi. Chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện một mũi tăng, hai mũi đơn chung chân. Đây. Rồi tiếp theo mình sẽ lặp lại cái cụm
một đơn một tăng 3 lần cho đến hết cái vòng này. Chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một tăng và hai đơn trên chân. Rồi chân tiếp theo là một đơn, chân tiếp theo là hai đơn chung chân, chân tiếp theo là một đơn và chân cuối cùng là hai đơn chung chân. Rồi kết thúc hàng này, mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Sang hàng tiếp theo mình lên một bính và thực hiện hai mũi đơn vào hai chân tiếp theo. Mình thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Mình sẽ thực hiện hai mũi đơn tại chân bính, thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn, những mũi đơn này mình sẽ không kéo qua cái màu vàng mà mình sẽ kéo qua cái sợi màu trắng. Mình sẽ kéo cái sợi màu trắng qua và thực hiện tiếp cái chân tiếp theo trong màu vàng ở phía dưới này, một mũi tăng và hai mũi đơn màu trắng chung chân. Thực hiện hai mũi đơn chung chân, hai mũi đơn chung chân. Nhưng mà cái mũi đơn cuối này mình cũng không kéo qua sợi màu trắng mà mình sẽ kéo qua sợi màu nâu. Rồi mình sẽ thực hiện lặp lại cái cụm 2XV. Có nghĩa là hai chân tiếp theo thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn của chân tiếp theo, chân tiếp theo cũng một mũi đơn. Chân tiếp theo bắt đầu thực hiện một mũi tăng, hai đơn chung chân. Đơn thứ nhất, đơn thứ hai, chung chân. Tiếp tục hai chân tiếp theo mỗi chân một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo này hai đơn chung chân. Rồi tiếp tục thực hiện tiếp hai mũi đơn vào hai chân tiếp theo. Rồi ở chân mũi đơn cuối này mình sẽ không thực hiện kéo cái sợi màu nâu qua mà mình sẽ kéo cái sợi màu trắng qua. Sẽ kéo cái sợi màu trắng qua. Rồi mình sẽ thực hiện tại đây một mũi tăng, một mũi đơn, hai mũi đơn chung chân. Rồi chân tiếp theo mình thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng thực hiện một mũi đơn. Nhưng mũi đơn ở chân cuối này mình sẽ thực hiện kéo qua sợi màu vàng. Rồi mình sẽ thực hiện tiếp một mũi tăng bằng sợi màu vàng, một mũi đơn chung chân, hai mũi đơn chung chân. Mình nhớ chờ cái sợi này lỏng ra thôi, là nó cứ siết vô cái phần thân á. Rồi sau khi đó là hiện tăng một mũi tăng của sợi màu vàng, tiếp tục thực hiện cụm 2XV lặp lại 3 lần, có nghĩa là hai đơn một tăng, hai đơn một tăng lặp lại 3 lần đến hết cái vòng này. Chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo tăng là hai đơn chung chân. Đơn thứ nhất, đơn thứ hai chung chân. Rồi tiếp tục hai đơn, đơn thứ nhất và một chân tiếp theo, đơn thứ hai và chân tiếp theo, tiếp tục một tăng vào chân tiếp theo. Có nghĩa là làm lại cái cụm hai đơn và hai chân vào một tăng, một tăng có nghĩa là hai đơn vào một chân,
lặp lại. Chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo hai đơn chung chân. Rồi mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân có cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Tiếp tục mình sẽ lên một đơn, lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Chân tiếp theo này cũng một mũi đơn, nhưng mình không kéo sợi màu vàng mà mình sẽ kéo sợi màu trắng. Nhớ chừa cho lỏng ra để nó không có bị xiết. Rồi mình kéo cái sợi, mình nhớ chừa cái sợi dây này cho nó lỏng ra để nó không có bị xiết cái phần cái phần đầu. Rồi chừa lỏng sợi màu trắng này ra. Rồi mình sẽ thực hiện hai mũi đơn vào hai chân tiếp theo, mũi đơn vào chân tiếp theo, mũi đơn nữa vào chân tiếp theo. Rồi mình thực hiện cái chân của cái mũi đơn màu trắng thứ hai này mình sẽ không kéo sợi màu trắng mà mình sẽ kéo qua cái sợi màu nâu. Mình sẽ kéo qua sợi màu nâu, sau đó thực hiện 9 mũi đơn vào 9 chân tiếp theo. Rồi chân tiếp theo này thực hiện một mũi đơn. 1. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 2. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 3. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 4. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 5. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 6. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 7. Chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 8. Và chân tiếp theo thực hiện mũi đơn thứ 9. Tới đây mình sẽ không kéo sợi màu nâu mà mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng. Mình chuyển sang sợi màu trắng và thực hiện 6 mũi đơn vào 6 chân. Mũi đơn thứ nhất vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ hai vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ ba vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ tư vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ năm vào chân tiếp theo và mũi đơn thứ sáu vào chân tiếp theo. Ở mũi đơn thứ sáu này mình sẽ thực hiện kéo cái sợi màu vàng qua để đổi sang một sợi màu vàng. Rồi mình sẽ thực hiện tiếp 13 mũi đơn và 13 chân còn lại. Mũi đơn thứ nhất vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ hai vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ ba vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ tư vào chân tiếp theo, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín, mũi đơn thứ mười, mũi đơn thứ mười một, mũi đơn thứ 12 và mũi đơn thứ 13. Rồi mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi ở hàng tiếp theo này mình sẽ lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn, nhưng mà mình sẽ không kéo sợi qua mà mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng. Mình sẽ kéo qua sợi màu trắng. Mình sẽ kéo qua sợi màu trắng và thực hiện 4 chân tiếp theo, 4 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, chân tiếp theo, mũi đơn thứ hai chân tiếp theo, mũi đơn thứ ba chân tiếp theo, mũi đơn thứ tư chân tiếp theo, nhưng sẽ không kéo qua sợi màu trắng mà sẽ kéo qua sợi màu vàng để đổi màu sợi.
đổi sang sợi màu vàng. À không, mình sẽ đổi sang sợi màu nâu. Ở đây là phần màu nâu, mình sẽ đổi sang sợi màu nâu. Này, mình cắt bỏ bớt cái sợi thừa này đi để nó bị rối. Rồi mình sẽ đổi qua sợi màu nâu. Thực hiện 7 mũi đơn và 7 chân tiếp theo. Mũi đơn thứ nhất và chân tiếp theo. Mình kéo cái màu trắng cho nó chặt lại. Để cho nó chặt lại nè. Mũi đơn thứ hai và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ ba và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ tư và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 5 vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 6 vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 7 vào chân tiếp theo. Ở mũi đơn thứ 7 này mình sẽ lấy sợi chờ hò như thế này và kéo qua sợi màu trắng. Mình đổi sang sợi màu trắng. Ở mũi đơn thứ 7 mình sẽ đổi sang sợi màu trắng. Tiếp tục thực hiện 8 mũi đơn màu trắng vào 8 chân tiếp theo. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo mũi đơn thứ hai. Chân tiếp theo mũi đơn thứ ba. Chân tiếp theo mũi đơn thứ tư. Chân tiếp theo mũi đơn thứ năm. Chân tiếp theo mũi đơn thứ sáu. Chân tiếp theo mũi đơn thứ bảy. Chân tiếp theo mũi đơn thứ tám. Ở mũi đơn thứ 8 này mình sẽ kéo qua sợi màu vàng. Và thực hiện toàn bộ những phần còn lại đều là mũi đơn màu vàng. Ở đây mình có 12 mũi đơn màu vàng. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo mũi đơn thứ hai. Chân tiếp theo mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Mũi đơn thứ chín. Mũi đơn thứ mười. Mũi đơn thứ 11. Mũi đơn thứ 12. Rồi sau khi hết hàng này, mình trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Nhưng ở đây mình sẽ không trượt bằng sợi màu vàng, mà mình sẽ trượt sang sợi màu trắng. Đưa kim móc vào đây, kéo sợi màu trắng qua để trượt qua sợi màu trắng. Rút chặt cái sợi màu vàng lại, mình trượt bằng cái sợi màu trắng. Sau đó mình sẽ lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Rồi năm chân tiếp theo mình thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn tiếp theo, chân tiếp theo mũi đơn thứ hai. Chân tiếp theo mũi đơn thứ ba. Chân tiếp theo mũi đơn thứ tư. Chân tiếp theo mũi đơn thứ năm. Chân tiếp theo mũi đơn thứ sáu. Ở chân mũi đơn thứ sáu này mình sẽ chuyển sang sợi màu nâu. Ở đây là phần màu nâu, mình sẽ chuyển sang sợi màu nâu. Mũi đơn thứ sáu sợi màu nâu. Rồi mình sẽ thực hiện tiếp năm chân tiếp theo năm mũi đơn màu nâu. Một, hai, ba, bốn, năm. Ở chân thứ năm này mình sẽ chuyển qua sợi màu trắng. Mình sẽ chuyển qua sợi màu trắng. Mình sẽ thực hiện 10 mũi màu trắng.
một mũi đơn màu trắng, mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Mũi đơn thứ chín. Mũi đơn thứ mười. Ở mũi đơn thứ 10 này mình kéo hò qua và chuyển sang sợi màu vàng. Kéo sợi màu trắng lại. Rồi, tiếp tục mình sẽ thực hiện 10 mũi đơn màu vàng vào 10 chân tiếp theo. Mũi đơn thứ nhất vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ hai vào chân tiếp theo. Mình kéo sợi màu vàng chặt lại. Mũi đơn thứ ba vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ tư vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ năm vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ sáu vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ bảy vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ tám vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ chín vào chân tiếp theo. Mũi đơn thứ mười vào chân tiếp theo. Ở mũi đơn thứ 10 này mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng. Kéo sợi màu trắng qua. Kéo sợi màu vàng chặt lại. Rồi ở chân cuối cùng mình sẽ thực hiện một mũi đơn màu trắng. Trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên. Trượt vào đây một mũi trượt. Phần sợi dây này mình phải kéo cho nó hò hò như thế này để nó không có bị căng á. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ lên một bính và thực hiện 23 mũi đơn và 23 chân tiếp theo. Ở đây màu nâu mình sẽ không còn thực hiện nữa nên mình sẽ cắt bỏ cái màu nâu này. Rồi mình sẽ thực hiện 23 mũi đơn màu trắng. Tại chân bính cũng thực hiện một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Mũi đơn thứ chín. Mũi đơn thứ mười. Mũi đơn thứ mười một. Mũi đơn thứ mười hai. Mũi đơn thứ mười ba. Mũi đơn thứ 14. Mũi đơn thứ 15. Mũi đơn thứ 16. Mũi đơn thứ 17. Mũi đơn thứ 18. Mũi đơn thứ 19. Mũi đơn thứ 20. Mũi đơn thứ 21. Mũi đơn thứ 22. Và mũi đơn thứ 23. Ở mũi đơn thứ 23 này mình sẽ kéo hò qua và kéo chuyển sang sợi màu vàng. Chuyển sang sợi màu vàng. Tiếp tục thực hiện 7 mũi đơn màu vàng vào 7 chân tiếp theo. Mũi đơn thứ nhất màu vàng. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Rồi thực hiện 7 mũi đơn màu vàng. Ở mũi đơn thứ bảy này mình sẽ không kéo qua sợi màu vàng mà mình sẽ kéo qua sợi màu trắng.
kéo sợi bờ vàng chặt lại. Màu trắng mình để hờ ra. Rồi mình sẽ chuyển sang sợi màu trắng. Và ở hai mũi đơn cuối cùng, mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn màu trắng. Mũi đơn thứ nhất màu trắng, mũi đơn thứ hai màu trắng. Rồi tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi, lúc này là mình không còn sử dụng sợi len màu vàng nữa. Mình sẽ cắt cái sợi len màu vàng này đi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện. Toàn bộ là màu trắng xuống cái phần mặt. Lên một bính. Thực hiện 10 chân đầu là 10 mũi đơn. Tại chân bính một mũi đơn. Chân tiếp theo mũi đơn thứ hai. Chân tiếp theo mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Mũi đơn thứ chín. Cuối cùng vào mũi đơn thứ 10. Mình thực hiện 10 mũi đơn và 10 chân đầu tiên. Tiếp tục mình sẽ thực hiện 4 mũi tăng. Mũi tiếp theo tăng 2 đơn chung chân. Là 1 tăng là 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo tăng 2 đơn chung chân nữa. Chân tiếp theo, chân thứ 3 cũng tăng 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo cũng tăng 2 đơn chung chân. Rồi có nghĩa là đây mình đã được 4 mũi tăng. 1, 2, 3, 4. 4 mũi tăng mỗi chân 2 mũi đơn. Mình được 4 mũi tăng. Mình được 4 mũi tăng. Tiếp tục mình sẽ thực hiện chân tiếp theo. 4 chân tiếp theo thực hiện 4 mũi đơn. Chân tiếp theo 1 mũi đơn. Chân tiếp theo mũi đơn thứ 2. Chân tiếp theo mũi đơn thứ 3. Chân tiếp theo mũi đơn thứ 4. Rồi tiếp tục thực hiện 4 chân tiếp theo 4 mũi tăng. Chân tiếp theo mũi tăng thứ nhất 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo mũi tăng thứ 2 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo mũi tăng thứ 3 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo mũi đơn thứ 4 mũi tăng thứ 4 2 đơn chung chân. Đây mình có 4 mũi tăng. 1, 2, 3, 4. 4 mũi tăng. Rồi ở đây mình còn lại 10 mũi. Mình sẽ thực hiện 10 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Mũi đơn thứ chín. Mũi đơn thứ 10. Mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Trượt vào đây một mũi trượt. Rồi sau khi đã thực hiện được hàng số 9, tiếp tục mình sẽ thực hiện thêm hai hàng nữa, mỗi chân một mũi đơn. Hàng tiếp theo lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Rồi ở hàng này mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Là hàng thứ 10 thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Và hàng thứ 11 cũng thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Mình sẽ thực hiện thêm hai hàng mỗi chân một mũi đơn cho tới hàng thứ 11. Rồi kết thúc hàng 11, mình cũng thực hiện trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên.
sang hàng thứ 12 sẽ thực hiện lên một bến. Người chân đầu tiên sẽ thực hiện 10 mũi đơn, chân bến một mũi đơn, chân tiếp theo mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín, mũi đơn thứ mười. Sau khi đã thực hiện 10 mũi đơn và 10 chân đầu tiên thì sẽ thực hiện 4 mũi giảm. Mũi giảm thứ nhất, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo sợi qua. Mũi giảm thứ nhất. Mũi giảm thứ hai, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo sợi qua. Kéo một lần nữa. Mũi giảm thứ ba, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo sợi qua. Kéo một lần nữa. Mũi giảm thứ tư, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo sợi qua. Rút một lần nữa. Mình thực hiện được 4 mũi giảm. Rồi 4 chân tiếp theo sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất và chân tiếp theo, mũi đơn thứ hai và chân tiếp theo, mũi đơn thứ ba và chân tiếp theo, mũi đơn thứ tư và chân tiếp theo. Ở đây mình tiếp tục thực hiện 4 mũi giảm. Mũi giảm thứ nhất, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo sợi qua. Kéo một lần nữa. Mũi giảm thứ hai, nửa sợi đầu, nửa sợi thứ hai kéo qua. Kéo qua một lần nữa. Mũi giảm thứ ba, nửa sợi đầu, nửa sợi tiếp theo kéo qua một lần. Kéo qua một lần nữa. Mũi giảm thứ tư, nửa sợi đầu, nửa sợi tiếp theo kéo qua. Rút một lần nữa. Rồi ở đây mình còn lại 10 mũi đơn. Mình sẽ thực hiện 10 mũi đơn và 10 chân còn lại. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín, mũi đơn cuối cùng, mũi đơn thứ mười. Mình tạo được cái độ cái má phúng phính hai bên của con mèo. Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện hàng thứ 13. Mình sẽ thực hiện công thức 2 đơn 1 giảm cho đến hết cái vòng này. Trước khi thực hiện hàng này, mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt lại. Ở hàng này mình sẽ thực hiện lên một bến, thực hiện tại chân bến một mũi đơn, chân tiếp theo cũng một mũi đơn, có nghĩa là hai mũi đơn vào hai chân và một mũi giảm. Nửa mũi đầu, nửa mũi thứ hai kéo qua, rút qua một lần được mũi giảm. Mình sẽ lặp lại cái cụm hai mũi đơn một mũi giảm, hai mũi đơn một mũi giảm cho đến hết hàng, thì như sau. Chân tiếp theo một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn, một mũi giảm. Nửa chân này, nửa chân tiếp theo một mũi giảm. Rồi mình cứ lặp lại hai đơn một giảm, hai đơn một giảm cho đến hết cái hàng này, lặp lại. Rồi sau khi đã thực hiện hai đơn một giảm, hai đơn một giảm đến cuối hàng, mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi ở hàng tiếp theo này mình cũng lên một bến và thực hiện hàng thứ 14, cũng hai đơn một giảm tại chân bến một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn là mình được hai mũi đơn. Rồi mình thực hiện một mũi giảm, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo kéo qua một giảm. Rồi mình sẽ thực hiện lặp lại hai đơn một giảm, hai đơn một giảm cho đến hết cái vòng này. Rồi ở đây mình sẽ nhờ gòn vào rồi mới thực hiện cho nó dễ á.
Rồi mình sẽ nhồi gòn vào. Trước khi nhồi gòn vào, mình sẽ hút những cái sợi nào mà còn không còn thừa ở đây nè. Đây, hai cái sợi này còn thừa, mình sẽ hút hai cái sợi này lại. Để nó không bị tuột ra đó, mình hút lại. Rồi, mình mới bắt đầu nhồi gòn vào. Rồi mình tiếp tục thực hiện. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Hai mũi đơn. Rồi thực hiện một mũi giảm. Nửa chân tiếp theo, nửa chân tiếp theo. Kéo qua thực hiện một mũi giảm. Rồi mình cứ thực hiện lặp lại hai đơn một giảm, hai đơn một giảm cho đến hết cái vòng này. Rồi sau khi đã thực hiện hai đơn một giảm cho đến hết cái vòng này thì mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi đây mình sẽ nhồi gòn cho nó cứng cáp cái phần đầu rồi lại nha. Rồi sau khi đã nhồi cứng cáp cái phần đầu lại như thế này, mình sẽ thực hiện hàng tiếp theo như sau. Lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi giảm, nửa chân tiếp theo, nửa chân tiếp theo, thực hiện một mũi giảm, rồi lại thực hiện lặp lại một đơn, một giảm, một đơn, một giảm. Mình có thể thực hiện lặp lại cho đến cuối hàng, cứ một đơn một giảm, một đơn một giảm cho đến hết hàng. Sau khi đã thực hiện một đơn một giảm đến cuối hàng, mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi ở hàng này mình sẽ thực hiện toàn bộ đều là mũi giảm lên một bính, rồi mình sẽ giảm nửa mũi chân bính, nửa mũi tiếp theo giảm. Tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, giảm, nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, một mũi giảm, nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, giảm, nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, thì một mũi giảm. Nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo, thực hiện một mũi giảm, rồi trượt vào mũi trượt vào chân của cái mũi giảm đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Trượt, kéo sợi qua, cắt sợi. Rồi mình sẽ dùng kim khâu. Và khâu cái phần đầu lại.
mình sẽ khâu bỏ một mũi, bỏ một mũi. Mình sẽ khâu bỏ cái chân nửa mũi chân đầu này, mình sẽ khâu vào nửa mũi, mình chỉ khâu vào nửa mũi ngoài này thôi, nửa mũi vào chân tiếp theo. Rồi chân tiếp theo này mình bỏ, chân tiếp theo này mình bỏ, mình sẽ khâu vào nửa mũi chân tiếp theo. Rồi chân tiếp theo này mình bỏ, mình sẽ khâu vào nửa mũi chân tiếp theo, rút lại, đưa kim vào tâm, rút lại, rồi mình sẽ giấu sợi, mình sẽ tạo một nút thúc, nút gút ở đây để giấu sợi, nút thắt, mình sẽ thắt lại một nút ở đây và giấu sợi đi. Rồi giấu sợi, rồi cắt bỏ sợi thừa. Rồi mình đã xong cái phần đầu của con mèo. Rồi tiếp tục mình sẽ tiếp tục móc sang cái phần thân. Đây mình đã xong phần đầu. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện xuống cái phần thân. Rồi mình sẽ sử dụng len sợi màu trắng. Rồi mình sẽ sử dụng sợi màu trắng. Rồi mình sẽ sử dụng vòng ma thuật. Lấy sợi lên một bến, thực hiện 8 mũi đơn vào vòng. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám. Kéo sợi qua, trượt một mũi trượt vào chân của con mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi sẽ thực hiện hàng tiếp theo lên một bến, thực hiện 8 mũi tăng tại chân bến, thực hiện một mũi tăng hai đơn trung chân, đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai trung chân là một mũi tăng. Chân tiếp theo cũng hai đơn trung chân, đơn thứ nhất, đơn thứ hai. Chân tiếp theo cũng hai đơn trung chân. Chân tiếp theo hai đơn trung chân. 1 2 3 4. Chân thứ 5 hai đơn trung chân. Chân thứ 6 hai đơn trung chân. Chân thứ 7 hai đơn trung chân. Chân thứ 8 hai đơn trung chân. Thực hiện 8 mũi tăng. Kết hàng một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Hàng thứ 3 mình sẽ lên một bến. Thực hiện tại chân bến một mũi đơn. Chân kế bên một mũi tăng, hai đơn trung chân. Rồi mình sẽ thực hiện lặp lại cái cụm một đơn vào một chân. Để thực hiện lặp lại cái cụm một đơn rồi một tăng là hai đơn trung chân, một đơn một tăng. Mình lặp lại cho hết cái hàng này là một đơn vào một chân và hai đơn vào một chân. Chân tiếp theo một đơn. Chân tiếp theo một tăng là hai đơn trung chân. Rồi mình thực hiện lặp lại một đơn một tăng cho đến hết hàng này. Rồi sau khi đã thực hiện một đơn một tăng
đến cuối hàng, trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Ở hàng thứ tư mình sẽ thực hiện lên một bính, và chân bính thực hiện một đơn, chân tiếp theo một tăng, hai đơn chân chân. Rồi mình sẽ thực hiện lặp lại thêm cái cụm một đơn một tăng này 3 lần nữa. Ở đây mình có một đơn một tăng là một lần, mình thực hiện thêm 3 lần nữa. Chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một tăng lần 2, chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một tăng lần 3, chân tiếp theo một đơn, chân tiếp theo một tăng lần 4. Rồi ở đây mình có 4 lần một đơn một tăng, một đơn một tăng, một đơn một tăng, một đơn một tăng 4 lần. Tiếp tục sẽ thực hiện tiếp theo 8 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, chân tiếp theo. Mũi đơn thứ hai và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ ba và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ tư và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ năm và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ sáu và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ bảy và chân tiếp theo. Mũi đơn thứ 8 vào chân tiếp theo. Rồi ở đây mình còn 8 mũi này, mình sẽ thực hiện cái cụm một đơn một tăng lặp lại 4 lần. Một đơn một tăng lần thứ nhất. Tiếp tục một đơn một tăng lần thứ hai. Tiếp tục một đơn một tăng lần thứ ba. Còn hai chân cuối cùng, một đơn một tăng lần thứ tư. Rồi kết thúc hàng này, mình sẽ trượt mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Rồi ở hàng thứ năm, mình sẽ lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi từ hàng số 5 cho tới hàng số 8, mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. 5, 6, 7, 8 là mình sẽ thực hiện thêm 4 hàng, mỗi chân một mũi đơn, thêm 4 hàng nữa. Rồi sau khi đã xong hàng thứ 8 đến hàng thứ 9, mình sẽ thực hiện như sau. Lên một bính, cũng trượt hàng, xong rồi lên một bính. Mình sẽ thực hiện 3 mũi giảm, nửa chân bính đầu, nửa chân đầu, nửa chân tiếp theo, kéo qua, rút qua được một mũi giảm đầu tiên. Mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba, sau khi được 3 mũi giảm, mình sẽ thực hiện 20 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín, mũi đơn thứ mười, mũi đơn thứ mười một, mũi đơn thứ mười hai, mũi đơn thứ mười ba, mũi đơn thứ 14, mũi đơn thứ 15, mũi đơn thứ 16, mũi đơn thứ 17, mũi đơn thứ 18, mũi đơn thứ 19, mũi đơn thứ 20. Sau khi đã thực hiện xong 20 mũi đơn, mình sẽ tiếp tục thực hiện 3 mũi giảm. Mũi giảm thứ nhất, mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba. Rồi trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt kết hàng. Tiếp tục sang hàng thứ 10, mình sẽ thực hiện
lên một bến và thực hiện một mũi giảm, nửa mũi ngay tại chân bến nè, nửa mũi tiếp theo thực hiện một mũi giảm, tiếp tục thực hiện 22 mũi đơn và 22 chân tiếp theo. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín, mũi đơn thứ mười, mũi đơn thứ mười một, mũi đơn thứ mười hai, mũi đơn thứ mười ba, mũi đơn thứ 14, mũi đơn thứ 15, mũi đơn thứ 16, mũi đơn thứ 17, mũi đơn thứ 18, mũi đơn thứ 19, mũi đơn thứ 20, mũi đơn thứ 21, mũi đơn thứ 22. Rồi còn hai mũi đơn cuối này mình sẽ thực hiện một mũi giảm, nửa mũi đầu, nửa mũi tiếp theo giảm lại thành còn một mũi, rồi kết hàng bằng một mũi trượt. Rồi hàng tiếp theo cũng là hàng cuối cùng mình sẽ thực hiện lên một bến, thực hiện tại chân bến một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Ở đây mình có được hai mũi đơn. Rồi tiếp theo thực hiện một mũi giảm, nửa mũi tiếp theo, nửa mũi tiếp theo giảm thành một, mình sẽ thực hiện lặp lại hai mũi đơn một mũi giảm. Đây hai mũi đơn một mũi giảm, mình sẽ thực hiện lặp lại cho đến hết cái hàng này. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện chân tiếp theo một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn là hai mũi đơn, rồi giảm một mũi giảm. Rồi mình cứ thực hiện lặp lại cho đến hết cái hàng này là hai đơn một giảm và hai đơn một giảm. Rồi sau khi đã thực hiện đến cuối hàng, mình cũng trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên, kéo sợi qua, gút lại và chừa một đoạn sợi dài để mình khâu vào cái phần, mình sẽ chừa một đoạn sợi để khâu vào cái phần đầu. Cắt sợi. Rồi mình sẽ cho gòn vào. Rồi mình sẽ dùng kim vịnh vị để vịnh vị cái phần đầu này lại. Đây sẽ vịnh vị cái phần thân với cái lại phần đầu này lại, mình dùng kim vịnh vị. Cố định lại. Rồi mình sẽ dùng sợi chỉ này để khâu cái phần đầu và phần thân dính lại. Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện tiếp theo. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ thực hiện hai cái tay
một bên là tai màu nâu và một bên là tai màu vàng. Đây, ở bên nào phần màu vàng thì mình sẽ làm tai màu vàng, màu nâu thì mình sẽ làm tai màu nâu. Rồi mình sẽ thực hiện phần hai tai này giống nhau nhưng nó chỉ khác màu thôi. Và ở đây mình sẽ thực hiện đầu tiên là phần tai màu nâu cũng giống như tai màu vàng nha. Mình thực hiện cái phần tai. Rồi phần tai màu nâu mình sẽ thực hiện vòng ma thuật. Lấy sợi lên và thực hiện vào vòng 4 mũi đơn. Rồi mình sẽ thực hiện 4 mũi đơn vào vòng. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, kéo sợi. Rồi mình sẽ thực hiện trượt một mũi trượt vào chân cái mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Tiếp tục mình sẽ thực hiện lên một bến và thực hiện một đơn và một tăng. Tại chân bến mình sẽ thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi tăng là hai đơn chung chân. Chân tiếp theo một đơn. Chân tiếp theo hai đơn. Một đơn, hai đơn. Rồi mình sẽ trượt một mũi trượt để kết hàng. Rồi ở hàng thứ ba mình cũng lên một bến và thực hiện một đơn một tăng, một mũi đơn tại chân bến, một mũi tăng vào chân tiếp theo, một mũi đơn vào chân tiếp theo, một mũi tăng vào chân tiếp theo, một mũi đơn vào chân tiếp theo, một mũi tăng vào chân tiếp theo. Rồi mình trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Ở hàng tiếp theo mình sẽ lên một bến, thực hiện tại chân bến một mũi đơn, các chân tiếp theo mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám và cuối cùng mũi đơn thứ chín. Rồi trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Rồi gút lại, cắt một đoạn sợi ra, mình chừa một đoạn sợi ra để mình khâu vào nha. Mình sẽ chừa một đoạn ra. Rồi mình chừa một đoạn sợi ra để mình khâu vào đây. Rồi tương tự như vậy mình cũng làm cái phần tai màu vàng tương tự như vậy. Tiếp theo mình sẽ thực hiện cái phần đuôi. Thực hiện cái phần đuôi như thế này. Mình sẽ sử dụng len sợi màu trắng. Mình có thể sử dụng pha màu vô màu vàng, màu trắng, màu đen gì cũng, màu vàng, màu trắng, màu nâu gì cũng được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng màu trắng. Mình sẽ sử dụng vòng ma thuật. Mình sẽ thực hiện vào vòng 8 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất,
mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy và mũi đơn thứ tám. Kéo sợi, mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục mình sẽ thực hiện lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn, các chân tiếp theo mỗi chân một mũi đơn, có 8 mũi đơn, 2 mũi đơn rồi. Mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám. Rồi mình trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên. Hàng thứ ba mình sẽ lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi hai chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện một mũi giảm, nửa mũi đầu, nửa mũi tiếp theo kéo qua, kéo qua một lần nữa được một mũi giảm, sẽ thực hiện lặp lại. Chân tiếp theo một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn, hai chân còn lại một mũi giảm, nửa mũi đầu, nửa mũi tiếp theo. Thực hiện một mũi giảm. Rồi mình sẽ trượt qua chân của cái mũi đơn tiếp theo, chân của mũi đơn đầu, và trượt qua lên sợi màu nâu, màu vàng đi. Mình sẽ trượt cái lên sợi màu vàng đi, trượt qua cái lên sợi màu vàng. Rồi mình kéo chặt sợi màu trắng với màu vàng lại. Mình cắt cái sợi màu trắng đi luôn. À, mình để cái sợi màu trắng, mình để cái sợi màu trắng đi, lát mình còn khâu lại nữa. Rồi mình trượt cái sợi màu vàng qua và thực hiện tại chân mũi đơn, mũi bính một mũi đơn, các chân tiếp theo mỗi chân một mũi đơn, 2 3 mũi đơn. Năm mũi đơn, sáu mũi đơn. Rồi sau khi được sáu mũi đơn, mình trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên để kết hàng này. Tiếp tục mình sẽ thực hiện lên một bính, mình sẽ thực hiện tiếp tại chân bính một mũi đơn, các chân tiếp theo mỗi chân một mũi đơn, có 6 mũi đơn. Rồi mình sẽ rút hai cái sợi màu trắng và màu vàng này lại. Rồi mình sẽ cắt bỏ hai cái sợi này đi. Rồi sau khi đã thực hiện đến sợi màu vàng thì mình sẽ trượt qua sợi màu nâu. Sau khi đã được hai hàng màu vàng, mình sẽ tiếp tục trượt qua cái sợi màu nâu. Kéo sợi màu nâu qua. Rồi mình tiếp tục lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn,
Các chân tiếp theo thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Rồi lúc này mình sẽ cắt sợi màu vàng đi. Mình sẽ rút sợi màu vàng và mình sợi màu nâu lại. Rồi mình sẽ cắt bỏ hai sợi này. Cắt cái đoạn thừa đi. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện thêm hai hàng màu nâu nữa. Mình sẽ thực hiện thêm hai hàng màu nâu nữa. Mỗi chân một mũi đơn. Ở đây mình có 6 mũi đơn. Mình trượt vào mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục lên một bính. Thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Tiếp tục thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Có 6 mũi đơn cho đến hết hàng. Cắt. Và mình sẽ thực hiện cho đến hết hàng được 6 mũi đơn. Và cũng là kết thúc cái phần đuôi của con mèo. Trượt một mũi trượt. Rồi ở đây lúc này mình sẽ khâu cái phần đuôi vào đây. Thì các bạn sẽ sử dụng len màu trắng để khâu cho nó tẹp với cái thân cũng được. Hoặc là mình sử dụng màu nâu đi, mình khâu cho nó tẹp với cái phần đuôi đi. Mình sẽ cắt cái phần màu trắng bỏ đi nha. Mình sẽ rút cái này lại và kéo sợi màu nâu dài ra để lát mình khâu cái phần đuôi vào. Rồi mình được cái phần đuôi con mèo như thế này. Mình có thể nhồi gòn vào cho nó đứng phơm lên. Mình nhồi gòn vào. Rồi đây là phần đuôi. Mình sẽ dùng kim đánh dấu vào đây. Để rồi mình khâu vào cái phần đuôi con mèo như thế này. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện tiếp đến cái phần hai cái tay trước của nó. Và hai cái chân ở mé hông như thế này. Thực hiện hai cái phần tay trước. Mình sẽ sử dụng len màu trắng. Mình sẽ tạo vòng ma thuật. Rồi mình sẽ lên 6, lên một bến, thực hiện 6 mũi đơn vào vòng. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ 6. Xiết vòng lại và thực hiện một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục ở hàng thứ hai mình sẽ lên một bính, thực hiện tại chân bính một mũi đơn. Các chân tiếp theo thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ 6. Em mình có 6 mũi đơn. Trượt một mũi trượt vào chân của cái mũi đơn đầu tiên.
Rồi, mình đã thực hiện được hai hàng. Mình thực hiện hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6. Tương tự như hàng số 2 là cứ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Thêm 4 hàng nữa là tổng ở đây mình phải có được 6 hàng. Mình tiếp tục thực hiện tương tự như vậy. Rồi sau khi mà mình đã thực hiện cái chân xong 6 hàng như thế này, đây mình sẽ đếm nè. 1 2 3 4 5 6. Mình có 6 hàng như thế này. Mình sẽ cho gòn vào cho nó đứng cái phần chân của mình lên á. Cho gòn vào. Nó nhỏ nên nó cũng hơi khó cho đó. Mình cố gắng cho gòn vào để cho nó đứng lên, đứng cái chân lên nha. Đây là hai cái chân trước, mình gọi là cái tay đó. Mình sẽ cho gòn đứng lên cho nó cứng lên á, để cho nó đứng được á. Cứng cáp cái phần con vật của mình hơn. Ở đây mình sẽ chuẩn bị hai cái nha. Đây mình sẽ có hai cái chân nó như thế này. Rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện tới cái phần chân sau. Thực hiện cái phần chân sau ngồi. Rồi thực hiện phần chân sau như sau. Mình sẽ tạo vòng ma thuật. Và mình thực hiện lên một bến 7 mũi đơn vào vòng. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu và mũi đơn thứ bảy. Kéo vòng, mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi từ hàng số 2 cho đến hàng số 4 mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Từ hàng số 2 cho đến hàng số 4 mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Cũng một mũi đơn lên một bến và một mũi đơn ngay tại chân bến. Ở đây mình sẽ thực hiện 7 mũi đơn. Ở hàng số 2 thực hiện 7 mũi đơn. Trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Rồi mình sẽ thực hiện thêm 4 hàng nữa, từ hàng thứ 2 cho đến hàng thứ 4. Mình sẽ thực hiện mỗi chân 7 mũi đơn, mỗi một hàng 7 mũi đơn. 1 2 3 4. Đây mình có cái chân sau thực hiện 4 hàng, mỗi hàng là 7 mũi đơn. Rồi mình sẽ nhồi gòn vào. Rồi sau khi đã thực hiện xong thì mình sẽ tiếp tục đến với cái phần khăn. Cái khăn tròn và coi cổ như thế này. Rồi đây mình sẽ sử dụng màu hồng. Mình cũng tạo vòng ma thuật. Lên một bến. Rồi sau khi đã thực hiện xong những cái phần như là đuôi, tai rồi đó, mình sẽ dùng kim định vị để đánh dấu vào. Ở đây cái tay màu nâu thì sẽ mai vào cái phần mặt màu nâu. Màu vàng mình sẽ mai vào bên màu vàng. Lúc mai mình sẽ làm cho khâu cái này cho nó nằm xuống xíu như thế này. Rồi đây mình đánh dấu sẵn vào. Rồi đây là cái đuôi, đánh dấu vào phần cái đuôi. Mm-hmm.
Rồi hai cái chân phía trước. Rồi mình sẽ ghim định vị cố định như thế này và khâu ráp lại. Rồi mình sẽ khâu ráp lại giống như thế này và dán mắt ở hai bên, khâu mũi và râu chân mày như thế này. Đây, mình đã định vị như thế này và mình sẽ tiến hành khâu và trang trí lại để hoàn thành cái phần con mèo. Và bây giờ mình sẽ cùng thực hiện móc cái phần cái yếm của con mèo. Đây, cái yếm như thế này. Và cái yếm này mình sẽ thêu tên vô tùy thích, cho cái tên mình muốn thêu tên gì thì mình thêu. Mình sẽ thực hiện móc cái phần yếm như sau. Mình sẽ tạo vòng ma thuật. Mình sẽ thực hiện lên một bến và thực hiện vào vòng 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5 kéo vòng. Thực hiện một mũi trượt chân của mũi đơn đầu tiên. Mình sẽ lên một bến, thực hiện tại chân bến 2 mũi đơn. Đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Các chân tiếp theo mỗi chân 2 mũi đơn. Ở đây có 5 chân là 10 mũi đơn. Chân tiếp theo 2 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 mũi đơn. Trượt một mũi trượt một chân mũi đơn đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lên 20 mũi bến. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tại chân bến thứ 19 mình sẽ thực hiện một mũi đơn. Rồi thực hiện lần lượt mỗi chân một mũi đơn cho đến hết nè. Mỗi chân một mũi đơn cho đến hết cái dây bến này. Rồi sau khi thực hiện mỗi chân một mũi đơn tới hết dây bến, mình sẽ thực hiện xuống cái vòng tròn này. Tại ngay cái chỗ mà mình lên bến á, mình thực hiện kéo lên. Rồi chân tiếp theo mình cũng thực hiện kéo lên, rút qua để nó không bị hở. Rồi ở đây mình xem như là một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa cũng một mũi đơn. Rồi tiếp tục thực hiện lên 20 mũi bến. 1 2 3. Rồi sau khi đã thực hiện lên 20 bến, quay lại chân bến thứ 19, thực hiện cũng mỗi chân một mũi đơn. Rồi sau khi đã thực hiện mỗi chân một mũi đơn thì đã được cái dây bến như thế này. Rồi mình sẽ xuống cái vòng tròn thực hiện như sau. Mình sẽ đưa kim vào chân của cái dây bến ở phía dưới nè. Lấy sợi qua. Rồi mình đưa vào chân tiếp theo, rút qua, rút lại để nó không có bị lọ hỏng đó, như là một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện tăng 2 mũi đơn chung chân. Chân tiếp theo là một mũi đơn. Chân tiếp theo 2 đơn chung chân. Chân tiếp theo 1 mũi đơn. Rồi ở đây mình sẽ thực hiện ngay tại cái nhánh này thêm một mũi đơn nữa.
mũi đơn. Rồi mình sẽ trượt vào, mình bỏ một chân ngay chỗ này, mình sẽ trượt vào chân tiếp theo ở đây, một mũi trượt. Rồi mình lên một bến, mình xoay lại, mình thực hiện chân tiếp theo, mình không thực hiện ngay tại chân bến, thực hiện chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, hai mũi đơn. Một, hai. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, hai mũi đơn. Rồi, chân tiếp theo, một mũi đơn. Rồi, ngay tại cái góc này, mình sẽ thực hiện ngay tại đây, một mũi đơn. Rồi mình bỏ một chân ngay đây, mình trượt vào chân mũi đơn tiếp theo ở trên dây bính. Rồi mình trượt vào chân của dây bính, sau đó mình cũng lên một bính, xoay lại. Rồi mình tiếp tục thực hiện chân tiếp theo này, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Là 3 mũi đơn. Rồi chân tiếp theo, 2 mũi đơn chung chân là 1 mũi tăng. Rồi 3 chân tiếp theo, mỗi chân 1 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chân tiếp theo, mũi đơn thứ ba cũng như chân tiếp theo. Rồi chân tiếp theo này mình sẽ tăng 2 mũi đơn chung chân. Rồi ở đây còn lại 2 mũi đơn này, mình sẽ thực hiện mỗi chân 1 mũi đơn. Hai mũi còn lại mình thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Rồi mình lại tiếp tục thực hiện vào góc của cái nhánh này, một mũi đơn. Rồi bỏ một chân ngay tại đây, trượt vào chân tiếp theo, bỏ một chân ngay đây, trượt vào chân tiếp theo. Mình có thể làm cái yếm nhỏ như thế này, hoặc là mình muốn tăng lên nữa thì mình cứ thêm một vòng nữa để cho nó tăng lên. Rồi mình làm như thế này là được rồi. Đây cái yếm này nó vừa với con mèo này rồi. Rồi kéo sợi qua. Mình rút lại cái mình mới cắt sợi được, mình cũng nhớ rút lại. Rút lại. Rồi mình cắt sợi. Rồi mình đã cắt chỉ và dấu sợi. Mình có thể thêu tên vào ở góc này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khâu ráp từng bộ phận này lại với nhau. Khâu ráp lại và đeo yếm lên cho nó. Rồi mình sẽ khâu ráp và hoàn thiện sản phẩm như thế này. Con mèo này là con mèo nó phần móc thì nó cũng tương, cái đầu nó cũng tương tự, nhưng nó khác ở chỗ là nó có phối, nó phối màu trắng. Và cái phần thân, phần yếm nào thì nó giống nhau như nhau, mình có thể sử dụng cái chát của cái phần hai bên này. Và mình không thay đổi màu thì mình cũng sẽ thực hiện được cái mẫu mèo này tương tự như thế này. Hoặc là mình có thể làm hai con mà mình đổi sang màu khác cũng được nữa, nó là mèo cặp đó. Rồi video của mình đến đây là hết, chúc mọi người thành công.